Ngày 26 tháng 10, Bệnh viện Gia Liễu thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa tiếp nhận một nam bệnh nhân 52 tuổi, ngụ tại Tiền Giang, bị viêm da cơ địa bội nhiễm nặng. Tại bệnh viện, bệnh nhân cho biết đã bị viêm da cơ địa khoảng 2 năm. Thời gian gần đây, bệnh nhân thường xuyên đau, ngứa, lòng bàn tay, bàn chân nổi nhiều mụn nước, rất khó chịu. Đồng thời, việc ăn uống, đi lại, sinh hoạt đều khó khăn. Tôi dùng nước nóng và muối, chụm tay để như là cho đỡ cơn ngứa. Và tôi xét da bị tổn thương da, lòng bàn tay, và ngắt những cái mục mụn nước cho qua cơn ngứa. Bác sĩ chuyên khoa cho hay, bệnh nhân có thể chích vỡ các mụn nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, cộng với việc cào gãy, chà sát mạnh, làm da bị tổn thương, khiến cho vi khuẩn dễ dàng xâm nhập vào da, gây ra nhiễm trùng. Sau đó, bệnh nhân được chỉ định điều trị bằng kháng sinh thế hệ mới, kháng viêm, thuốc thoa và chăm sóc vết thương tại chỗ. Sau một tuần điều trị, các mụn mủ khô dần và bong tróc. Tình trạng bệnh cải thiện khoảng 80-90% so với lúc nhập viện. Viêm da cơ địa là bệnh lý da viêm mãn tính, thường ít gây nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, nếu như người bệnh không được điều trị hoặc điều trị không đúng cách, sẽ dễ dẫn đến nhiễm trùng da và đặc biệt là nhiễm trùng huyết, có nguy cơ tử vong cao. Dấu hiệu của viêm da cơ địa bội nhiễm bao gồm trên da có mủ, đau nhức, sưng tấy hoặc sờ nóng, vết thương có màu đỏ tươi hoặc đỏ sậm, bệnh nhân cảm giác ớn lạnh hoặc bị sốt. Thời tiết hanh khô hiện nay là điều kiện thuận lợi để viêm da cơ địa tái phát. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo tuyệt đối không được chích vỡ các mụn nước và hạn chế cào, gãy để tránh nhiễm trùng da.